Chúng tôi thích đi biển, chơi hứng gió, chơi cho mấy đứa nhỏ nó chạy vòng vòng. Thường thường mình đi câu cá thì mình dẫn bạn bè đều đi chơi, thì lâu lâu thì cũng dẫn gia đình đi. Gia đình thì mấy đứa nhỏ thì nó khoái chạy vòng vòng nó chơi. Con nghêu là giống con ốc, mình đi ngoài biển dài dài kiếm có. Thì bắt nghêu xong rồi thì mình xào chút xíu tỏi, chút xíu ớt á, mình ăn ngon. Thì mình bắt nghêu thì mình ăn, xong rồi còn cái nào dư thì mình lấy, thì mình để mình làm mồi câu cá. Rồi có khi mình thấy người ta cầm thùng nước đá thì mình cũng là tưởng là người ta có nghêu trong đó đầy hết, nhưng mà người ta bỏ nước biển trong đó đồng cho cái nghêu nó nhả cát ra. Mình khuyên các bà con anh bạn thì ra ngoài chơi câu cá chơi thử thì có khi mình không có bắt được cái gì nhưng mà mình sẽ chơi vui lắm. Mình thì cũng mong cho con cái mai mốt lớn lên thì cũng tự biết đi ra ngoài đường thì đi câu cá một mình, thì đi ra ngoài đường biển chơi. To find out more, go to vfa.vic.gov.au/fishingguide.